đây phần thưởng của các chú đây. anh Đức phát biểu, trong này có gì? Hả? Trong này có gì? Trong cốc này có gì? Trong cốc này à? Trà chanh. Gì nữa? Theo là cà phê. Đường. Và đường. Nước. Sữa. À, sữa nữa. Kê Hải Yến kìa. Dưa. Nhanh lên, anh em còn đi về á. Đây là một fan hâm mộ của anh Hải. Sao Hải? Đây nhanh lên nào hai chú. Và đây chính là Tạ Quang Hiển. Nhanh đi về. Vẫn chưa tự. Về. Hai thằng. Chú yên tâm, nay kèo chú thắng chắc. Anh đặt cửa chú ơi, chú ăn mà. Anh đặt cửa chú. Đặt cửa chú này là cửa chú uống ấy. Thắng à, thắng. Rồi giải quyết nhanh được về. Tự tin lên. Em chắc tập hơn chú ạ, bỏ chết này. Quay tay, quay tay. 1, 2, 3. Hai, đã đợi của đã đi vui này ra như ngay rồi thì mẹ nghĩ là ngủ suy nghĩ quá rồi này này như kiểu uống cái kiểu viên không quay lúc này à Hiển chính đây Hiển cầm quay à? Vâng đây là tôi đã bị loại bánh kia tôi rất cay không sao. Vâng anh người chiến thắng với buổi vui tối ngày hôm nay này đã rồi đã đúng rồi ấy. Anh còn cà phê chú làm nguyên cú đúp ở đây hai hai đừng nhường trước 10 phút chú ơi. Thôi có đèn đi chú ạ. Chói anh nghĩ các bạn tắt máy quay để anh uống. Nói chung là anh phải anh là người nổi tiếng rồi anh ạ. Anh phải chịu anh làm sân khấu đi anh. Anh dần cho quen nhé. Sao anh Hào Quang? Thôi nhanh rồi về. Cứ uống đập phát rồi về. Nhanh mũi nhắm mắt vào tu cái. Đúng không? Lên cao. Đây đi còn quay. Đấy. Ngon không? Bịt mũi vào. Đừng nếm vào. Có nhiều đường mà. Bịt mũi vào uống được. Dậy uống mà. Có anh tự an ủi mình. Anh để vào đây cho nóng anh nhỉ. Đúng kiểu của nó hết luôn này. Đau tay quá. Đau tay. Đau tay. Dừng. Dừng trà. Đau như nào được? Đau. Đau thì phải có kiểu. Quấy anh đi, ủi giải. Đau như vẫn bấn mẹ thằng này tiếp với anh như thế. Anh rất thương chú. Đừng đừng. Mới mau đây. Tối về. Rồi. Tối về clip hôm trước nữa là đừng cơ còn vì vũ. Hải vô địch luôn. Có cái liên bún này. Hả? Có cái liên bún này. Có gì? Tên bóng lắp đi. Quay cả 10 tiếng đồng hồ. À quên 10 phút đồng hồ. Mẹ ngủ quá, dùng tay này, dùng cái này. Đau. Lỗi tại ai? Camera hơn nhau phải hơn cái đau. Chú đừng dùng cái tay làm cái gì nhé. Vâng, mà làm của anh giờ. Điểm thưa hẳn 1, 2, 3, 4 lên. Cái đầu. Không, người ta biết thắng là lúc quyết định. Cái này cắt tóc cái này. À. Thôi. Im luôn. Anh xin lỗi. Thôi anh em quay mặt đi nhé. Đứng lên không phải ra đây. Không có gì. Quay mày đưa đây cứ uống tập sống cuộc sống ngôi sao đi đấy ngon à tươi bên đẩy đấy lòng đen lòng đen đi lòng đen không phải nhận cả chơi đẹp đi xưa này anh hạnh phúc nhiều rồi chú đều tiêu cái kia xưa này ai lưu tiêu này mình thua thì mình phải chấp nhận nhá. Đúng. Không được chơi lưu tiêu này đã tham gia chơi và hết mình. Đúng rồi. Chơi và hết mình. Mè trộn cả xì dầu cả ớt và mốc hết. Đấy, anh cứ nhìn nhau chưa là chơi hết mình ha. Có cái lông lách nhá. Đây thì lại chói quá đi. Ok. Rồi cái đen. Nói đi con tắc. Đây như này chú ơi. Đi lông đen mà. Thôi anh em mình hết nhá. 100%. Chờ hết cơ mà. Nhanh anh Hiển còn tính tiền. Đây anh có 100.
Vẫn còn đấy. Thôi 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 được rồi. Theo lại nghiện cái món này. Anh phát biểu món này thế nào anh? Phát biểu bằng gì anh? Vâng vâng. Anh uống cốc nước anh. Không nữa anh. Làm ra khoảng nữa thì lại xem. Còn nữa nha. Vẫn còn mà. Có mà được. Vẫn còn nha. Hết được rồi.